Theo các bác sĩ chuyên khoa nam học, hầu hết nam giới đều bị xuất tinh sớm trong lần quan hệ đầu tiên do chưa chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý và thiếu kiến thức về tình dục. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường và sẽ được cải thiện dần khi các chàng tích lũy đủ kinh nghiệm trong những lần trải nghiệm thực tế. Sau đây là mẹo chống xuất tinh sớm khi quan hệ lần đầu. Mẹo thứ nhất, chuẩn bị tốt về mặt tâm lý. Trước khi lâm trận, cả nam và nữ đều cần chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý. Hãy tự tìm hiểu và trang bị cho mình những kiến thức về giới tính, kỹ năng tình dục để không còn cảm giác lo lắng lúc làm chuyện ấy. Chỉ khi tâm lý được thoải mái, lần yêu đầu tiên và những lần tiếp theo mới diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn. Mẹo thứ hai, mang áo mưa. Mang bao cao su là mẹo phổ biến và đơn giản để chống xuất tinh sớm, đã được nhiều chàng áp dụng thành công. Vật dụng này không chỉ giúp các cặp vợ chồng khi chưa muốn có con ngay mà còn làm giảm các kích thích ở đầu dương vật khi thâm nhập vào âm đạo. Nhờ đó, chàng sẽ lên đỉnh lâu hơn và kéo dài thời gian xuất tinh. Các quý ông có thể mang từ 1 cho đến 2 bao cao su đều được. Tuy nhiên, cần lưu ý lựa chọn các sản phẩm của những thương hiệu uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Mẹo thứ 3, kéo dài màn dạo đầu. Màn dạo đầu được xem là phần quan trọng nhất của cuộc yêu. Đây chính là khoảng thời gian để hai người tiếp xúc, làm quen với cơ thể của nhau và sẵn sàng về mặt tâm lý. Điều này sẽ giúp cho các đấng mày râu nhập cuộc một cách tự tin và có thể kiểm soát được thời gian xuất tinh. Mẹo thứ 4, biết cách phân tán tư tưởng, cảm xúc trong lúc yêu. Việc quá tập trung vào chuyện ấy có thể khiến cho chàng nhanh chóng lên đỉnh và xuất tinh. Để kéo dài thời gian yêu, chàng nên biết cách phân tán tư tưởng, cảm xúc của mình bằng cách ngừng lại và hướng sự chú ý đến một nơi khác hoặc suy nghĩ về một vấn đề nào đó, chẳng hạn như một phép toán. Trong lúc gần lên đỉnh sẽ giúp cho hưng phấn dịu bớt. Lặp lại điều này cho đến khi bạn cảm thấy cả hai đã đủ thỏa mãn thì có thể xuất tinh tự nhiên. Mẹo thứ 5, mẹo dùng gel bôi để chống xuất tinh sớm. Tại các shop người lớn, các sản phẩm gel bôi chống xuất tinh sớm được bày bán rất chạy. Chúng chứa chất gây tê nên khi sử dụng có thể làm giảm các kích thích mà dương vật nhận được, từ đó kéo dài thời gian quan hệ cho những cuộc yêu đầu đời của chàng. Các sản phẩm này mặc dù rất hữu ích nhưng chúng có thể gây kích thích dương vật, rối loạn cương dương nếu sử dụng kéo dài. Vì vậy, bạn chỉ nên sử dụng như một phương pháp đối phó tạm thời sau khi đã hỏi ý kiến của bác sĩ, đừng nên quá lạm dụng. Tình trạng xuất tinh sớm vẫn tái diễn trong nhiều lần quan hệ tình dục, từ 7 cho đến 10 lần thì các bạn nên cẩn thận bởi đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang mắc bệnh lý nào đó. Trường hợp này, chúng ta nên đi khám để tìm hiểu rõ nguyên nhân và dùng thuốc điều trị xuất tinh sớm cũng như các bệnh lý liên quan. Thấu hiểu nỗi khổ của đấng mày râu, Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân Tộc đã dành nhiều năm nghiên cứu sản phẩm Mãnh Lực Trường Xuân là sự kết tinh từ những dược liệu quý hiếm, tinh hoa của đại ngàn Tây Bắc, thần dược sung sướng của người Thái Đen, hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý ở nam giới, hỗ trợ bồi bổ khí huyết, bổ thận tráng dương, mạnh gân cốt, tăng cường chức năng thận. Hơn 80.000 quý ông đã lấy lại đỉnh cao phong độ, nâng tầm sung mãn với Mãnh Lực Trường Xuân. Còn bạn thì sao? Đừng trì hoãn thêm nữa vì hạnh phúc không đợi bạn. Mãnh Lực Trường Xuân, nâng tầm sung mãn. Những món ăn giúp tăng sinh lý nam giới ít ai biết đến. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nam giới bị yếu sinh lý, xuất tinh sớm hay các vấn đề khác trong chuyện tình dục. Tuy nhiên, dù là nguyên nhân nào thì việc cải thiện chất lượng chuyện chăn gối bằng bổ sung dinh dưỡng qua món ăn hàng ngày là phương pháp mà nam giới không nên bỏ qua. Dưới đây là gợi ý một vài thực phẩm và món ăn tăng cường sinh lý nam giới để mang lại đời sống tình dục chất lượng thăng hoa. Chai sâm giúp nam giới tăng sinh lý, cải thiện chất lượng tình dục. Theo Đông y, chai sâm có vị ngọt, tính hàn, vừa là món ăn dinh dưỡng, vừa là bài thuốc giải độc cơ thể, bổ huyết. Chai sâm thường được dùng để chữa bệnh u xơ tuyến tiền liệt, tiểu dắt ở nam giới tuổi trung niên. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, chai sâm giàu chất đạm, khoáng chất, canxi, phốt pho, kẽm và sắt và các vitamin B1, B2, C, PP. Cứ 100g thịt chai có chứa 2,27mg kẽm. Kẽm là nguyên tố vi lượng quan trọng, có ảnh hưởng tích cực đến quá trình tạo tinh dịch và tiết hormone sinh dục ở nam giới. Do đó, bổ sung chai sâm vào chế độ dinh dưỡng giúp nam giới cải thiện chuyện chăn gối và tăng cường chất lượng tinh dịch hiệu quả. Có thể chế biến chai sâm thành nhiều món ăn như chai sâm xào hẹ, chai sâm nấu canh mồng tơi. Mỗi món ăn đều mang hương vị hấp dẫn, ngọt miệng, giúp tăng sinh lý ở nam giới và cải thiện chất lượng tình mình. Cật heo, thực phẩm hàng đầu tăng cường sinh lực nam giới. Theo y học cổ truyền, cật heo có vị mặn, tính lạnh, không độc, là bài thuốc hữu hiệu chữa bệnh xương khớp, nhức mỏi, mồ hôi trộm. Đây còn là thần dược bổ thận tráng dương, cải thiện chất lượng tình trùng và suy yếu tình dục. Thực phẩm này giàu đạm, vitamin và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, cật heo có tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy ham muốn tình dục và tăng sinh lực cho nam giới. Ngoài ra, nguyên liệu này còn chữa được các chứng mệt mỏi, đau lưng và tốt cho người bị thận dương hư, di tinh hay mộng tinh. Cật heo được chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng như cật heo xào tỏi, cật heo xào hành tây, hấp cách thủy với tiêu. Mỗi món ăn đều có hương vị đặc trưng và giúp nam giới khỏe hơn trong chuyện ấy. Lươn giúp tăng cường sinh lý nam giới hiệu quả. Lươn là một trong những thực phẩm quen thuộc của làng quê Việt Nam. Tuy nhiên, ngày nay, lươn đã được phổ biến và trở thành món ăn yêu thích của nhiều người. Một số nghiên cứu cho thấy trong 100g thịt lươn có chứa 150mg phốt pho, 38mg canxi, 18,8mg protein, 1,6mg sắt và 0,9g lipid, hàm lượng vitamin và nhiều nguyên tố vi lượng giúp quá trình tuần hoàn máu dễ dàng và nhanh chóng hơn. Ăn lươn thường xuyên sẽ giúp tăng cường cơ bắp, nam giới khỏe mạnh, cường tráng, cải thiện chất lượng tình dục rõ rệt. Theo y học cổ truyền, lươn với vị ngọt, tính ôn có tác dụng bổ dương, dưỡng huyết, trị các chứng gân cốt, nhức mỏi và đau lưng. Thực phẩm này còn là bài thuốc quý chữa thận hư, sinh lý yếu ở nam giới. Chế biến lươn thành nhiều món ăn ngon như cháo lươn, súp lươn, lươn xào sả ớt. Dù là món ăn nào cũng phải đảm bảo an toàn vệ sinh để mang lại tác dụng tăng cường sinh lý cho nam giới hiệu quả nhất. Cá chép cải thiện chất lượng chuyện tình dục. Cá chép với vị ngọt, tính bình, giàu protein, lipid, khoáng chất và các vitamin có tác dụng lợi thủy, hạ khí, thông nhũ và bổ thận tráng dương. Ít ai biết rằng bổ sung cá chép vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp nam giới cải thiện chất lượng tình dục rõ rệt. Loại cá này giúp chữa trị bệnh yếu sinh lý, giúp nam giới gia tăng ham muốn tình dục. Cá chép sau khi sơ chế có thể nấu cháo với hương vị ngọt thanh, chiên xù giòn tan béo ngậy hay sốt dầu hào thơm lừng, đậm đà. Những món ăn ngon từ cá chép có tác dụng chữa bệnh yếu sinh lý ở nam giới và nâng cao chất lượng chuyện tình dục. Hy vọng với những món ăn này, nam giới có thể áp dụng với chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngày để tăng cường chuyện gối chăn, giữ gìn hạnh phúc.